Bị từng bước nới lỏng giãn cách sau khi dịch COVID-19 cơ bản được khống chế, đến sáng nay 30 tháng 9, huyện Đông Điền tiếp tục cho mở cửa với 5 chợ trên địa bàn. Hoạt động trở lại trong bối cảnh dịch bệnh đã đẩy lùi, các chợ của huyện Đông Điền vẫn áp dụng hình thức chỉ bán hàng cho người có phiếu đi chợ theo ngày chẵn lẻ và theo khung giờ để hạn chế tập trung đông người. Sáng nay 30 tháng 9, chợ Long Điền, huyện Long Điền mở cửa trở lại, nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ người đi chợ qua phiếu theo ngày chẵn lẻ và theo khung giờ do địa phương cấp phát. Đi chợ theo phiếu đã được địa phương áp dụng từ thời điểm dịch COVID-19 mới bùng phát trên địa bàn, nên cả người mua, người bán và việc kiểm soát của tổ quản lý chợ thực hiện thuận lợi, suôn sẻ. Huyện chỉ đạo làm phương án để mà phát thẻ đi chợ cho người dân trên địa bàn thị trấn Long Điền. Thì Long Điền thì có 9 khu phố, chúng tôi mà chia ra 3 khu phố đi chợ một ngày, 3 ngày đi một lần. Có thể mình phát cho người ta 5 phiếu, một hộ 5 phiếu là đi trong vòng 15 ngày. Chúng tôi cũng căn cứ cho nhân viên để mà kiểm tra. Thì mặt sau đó là chúng tôi là có làm cái mặt sau để là khai báo y tế cho người dân khi vào chợ. Chợ An Ngãi, huyện Long Điền cũng hoạt động trở lại vào sáng 30 tháng 9. Trước đó, xã An Ngãi cấp phát cho mỗi gia đình trong địa bàn 3 phiếu đi chợ trên tuần. Kiểm soát người vào chợ, tổ quản lý chợ chỉ mở cửa một đầu vào, vừa kiểm tra phiếu đi chợ tích hợp cả thông tin khai báo y tế, vừa đo thân nhiệt, vừa nhắc nhở người đi chợ tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Đối với tiểu thương chỉ được phép vào chợ mua bán sau khi đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 và có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong 3 ngày. Thì theo tình hình chung thì hôm nay người dân đã được đi chợ, thì bên địa phương đã tổ chức như vậy, mỗi một người dân đi là sẽ có một cái phiếu đi chợ riêng, phân định theo ngày và giờ và mỗi ấp gửi theo phiếu để đi chợ. Tiếp theo về cái chỗ tiểu thương thì đa số những tiểu thương ở đây đã được tiêm một mũi vaccine đầu tiên và cứ 3 ngày test một lần, có hiệu lực 72 tiếng đồng hồ. Để quyết định mở cửa chợ, Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền đã tổ chức khảo sát các điều kiện đảm bảo phòng chống dịch, chỉ đạo tổ quản lý các chợ xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho tiểu thương, người đi chợ và rà soát nguồn hàng. Các xã thị trấn cũng rà soát để phát phiếu đi chợ cho người dân theo khung giờ, ngày chẵn lẻ phù hợp. Đi như vậy thì phân theo ấp á, chứ này theo khung giờ á thì nó ổn định hơn, người dân nó thoải mái chút. Bây giờ thằng Vinh đi chợ rồi mua đủ đồ hết luôn, mình muốn mua gì vừa ý của mình, nó nở ra như vậy là mới ngon á. Được đi chợ, dân cũng được phấn khởi, vui vẻ, cũng các ban ngành đoàn thể cũng chống dịch an toàn cho dân, rất là mừng. Cũng mong là quý cấp quý ngành cứ theo đó mà mình phục vụ cho nó tốt hơn người dân. Đến thời điểm này, ngoại trừ chợ Long Hải vẫn tiếp tục đóng cửa, những chợ còn lại tại huyện Long Điền đã hoạt động góp phần mở rộng hơn nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân, cũng là đẩy mạnh tiêu thụ nông sản ngay tại địa phương.